Qua công tác tuần tra, vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2015, Tổ tuần tra 141 Công an huyện Đất Trọng đã phát hiện một đối tượng có hành vi tàn trữ vũ khí trái phép. Số vũ khí mà lực lượng 141 Đất Trọng thu được gồm hai khẩu súng bắn đạn chì và 47 viên đạn. Tại cơ quan công an đối tượng có tên là Nguyễn Duy Toàn, sinh năm 1989, ngụ tại số 60 Nguyễn An Ninh, phường 6, thành phố Đà Lạt, khai nhận Toàn và một người bạn đi cùng sử dụng súng để săn tại hồ Thủy Điện Đại Ninh. Hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra đấu tranh làm rõ. Được biết, sau gần một tháng thành lập, lực lượng 141 Đức Trọng đã duy trì tốt việc tuần tra đêm, qua đó phát hiện 15 vụ việc như vận chuyển lâm sản trái phép, tàn trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và thu hồi hàng chục hung khí mã tấu dao kiếm các loại